chiến tranh, đô hộ, nô lệ, thực dân, đế quốc. Đó là những từ ngữ, hoàn cảnh mà có lẽ không một dân tộc, đất nước hay con người nào muốn gặp phải. Dân tộc Việt Nam ta có lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và dựng nước với biết bao vị anh hùng nổi tiếng. Và nếu kể thì nhất định phải kể tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã đấu tranh không biết mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình vì Tổ quốc, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập tự do của dân tộc. Người đã cống hiến và hy sinh rất nhiều, thậm chí hy sinh cả tình yêu duy nhất của đời mình, tình yêu dành cho cô Út Huệ, người con gái dành cả cuộc đời để chờ đợi Nguyễn Tất Thành. Câu chuyện tình này nhiều năm sau vẫn được người đời nhớ tới với cái tên Mối tình bông Huệ trắng. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp, Tây Ban Nha, nội phúng tấn công cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược của thực dân phương Tây ở Việt Nam, uy hiếp cửa ngõ phía Nam của kinh đô Huế, đe dọa sự tồn tại của triều đình nhà Nguyễn. Triều đình khi đó đã lãnh đạo nhân dân chống trả quyết liệt nhưng không thành. Sau khi nước ta rơi vào ách đô hộ của thực dân Pháp, đời sống của nhân dân bị bóc lột thầm tể. Người dân khi ấy không những không có quyền tự do mà thậm chí còn bị tước đi quyền sống. Trong những năm tháng khốc cực đó, rất nhiều cuộc biểu tình và khởi nghĩa nổ ra trên khắp cả nước. Ai ai cũng mong mỏi đánh đuổi được thực dân Pháp nhưng bất thành. Những ngày tháng đen tối ấy cứ mãi bao trùm xã hội Việt Nam. Cho đến một ngày là ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Kim Liên, xã Nam Liên, nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có một cậu bé chào đời mang tên Nguyễn Sinh Cung. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Người lớn lên ở Nghệ An, nơi có truyền thống hiếu học ngàn đời và tinh thần ái nước sâu sắc. Sinh ra và trưởng thành trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, Nguyễn Tất Thành sớm đã được chứng kiến sự tàn bạo của chế độ thực dân. Không biết từ khi nào, trong anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ấy đã sớm đung đầu ý chí chống lại ách đô hộ và giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Cha của người, ông Nguyễn Sinh Sắc là một phó bạn có tiếng khắp vùng. Năm 1909, ông nhậm chức tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Mẹ của người, bà Hoàng Thị Loan, bà là điển hình cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiền hậu và hết lòng vì chồng con. Khi biết chồng mình đang gặp khó khăn khi đi thi ở Huế, bà đã gửi con gái đầu lòng của mình lại Nghệ An, rồi sau đó cùng chồng và hai con trai vào Huế với mục đích phụ giúp chồng mình thi cử. Cô Út Huệ tên thật là Lê Thị Huệ, cô kém Bác Hồ 3 tuổi và là con gái của kế quan Lê Quang Hưng. Khi con bé ở Huế, cô Huệ từng theo học chữ của thầy Nguyễn Sinh Sắc. Nhờ vậy mà cô và Nguyễn Tất Thành có cơ duyên gặp gỡ và gắn bó với nhau. Hai người vừa là đồng môn, lại vừa là bạn bè tri kỷ thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau trải qua những tháng năm đèn sách. Cũng như Bác Hồ, cô Huệ cũng sớm mồ côi mẹ từ nhỏ. Tuy nhiên, sau đó cha của cô tục huyền, người mẹ kế ấy cay nghiệt nên gia đình của cô không mấy vui vẻ. Năm 1907, của thành thái bị lưu đày, các quan trong triều nhiều người bị huyền chức phải thuyền chuyển triều đình lục đục. Năm 1908, Bác Hồ tự nguyện Tất Thành kỳ ấy vì tham gia giúp nhân dân biểu tình chống thuế ở Trung Kỳ nên buộc phải rời khỏi Huế không lâu sau đó. Sự kiện này vừa là dấu mốc trong tư tưởng của Nguyễn Tất Thành, lại vừa là lý do khiến người và cô Huệ sáng nhau lần thứ nhất. Sau đó vài năm, với ý chí quyết tâm đi tìm đường cứu nước, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi bộ từ Phan Thiết, vượt qua những khó khăn khắc nghiệt để tới Sài Gòn. Đến Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành nhanh chóng tìm được một trường kỹ thuật do Pháp quản lý. Ở đó, thủy thủ Việt Nam được dạy về hàng hải và giao thông vận chuyển hàng. Vừa đúng lúc cô Út Huệ cùng cha mình lúc này cũng đang ở Sài Gòn, hai người vì thế mà có dịp gặp lại nhau. Trong những ngày tháng ở đấy, Nguyễn Tất Thành thường xuyên đến bến cảng Sài Gòn, hình ảnh những chiếc tàu neo bến làm lòng người không yên. Nguyễn Tất Thành rất ngưỡng mộ và kính trọng các bậc tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, những người sớm đã ra đi tìm đường cứu nước. Tuy nhiên, người không hoàn toàn tán thành với con đường mà các tiền bối đã chọn. Người tin rằng con đường cứu nước phải là con đường phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử, của thế giới. Người muốn ra nước ngoài, xem nước Pháp nói riêng và các nước giàu có, độc lập nói chung họ phát triển như thế nào để trở về giúp đồng bào ta, đất nước ta thoát khỏi chiến tranh nô lệ. Bằng niềm mong muốn mạnh liệt ấy, ngày 2 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành tự xưng là văn ba đến xin làm phủ bếp trên con tàu La Touche Tereville để rời cảng Nhà Rồng. Ngày Nguyễn Tất Thành ra đi, cô Út Huệ có đến tiễn ảnh.
Đứa trẻ dù chưa từng thấy nó nèn biến nhưng từ lâu đã rất mến nhau. Thế nhưng mấy ai đành lòng. Vào giờ phút chuẩn bị chia xa, cô Út Huệ rưng rưng nước mắt hỏi: Cậu Thành, có dặn thêm em điều gì nữa không? Chuyến đi này rất xa và rất lâu, không biết trước được ngày về, cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh khỏe, ở lại rồi sẽ có hạnh phúc mà thôi. Một câu nói không hẹn ước, không ràng buộc, một mối tình mới chớm nở trong tim đã phải ngầm ngùi dần xuống. Nước mắt cứ rơi mãi, cô Út Huệ biết không thể lại chuyển được ý chí của anh. Cô cầm chặt tay anh, ngầm ngùi: Sau này, nếu còn sống mà trở về, thì hãy cố mà tìm nhau, nghe cậu Thành. Chiếc lược này khi còn sống mẹ tôi vẫn thường dùng chạy tóc. Giờ mẹ mất rồi, tôi lại đi xa. Bây giờ tôi muốn trao nó lại cho Út Huệ. Mong cô hãy nhận lấy, thay tôi giữ nó, được không? Một khắc ấy, hai mắt chạm nhau, tựa như bao nhiêu lời chưa nói cũng đã nói hết rồi. Đưa xong chiếc lược cho Út Huệ, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành từ từ quay lưng, bước lên con tàu, rồi gọi biến các nhà rồng. Lê Thị Huệ chắp tay lên ngực nhìn theo, khấn trước đất trời: Sông ơi, đừng mọc đã ngầm, biển ơi, đừng dừng sóng dữ, anh đi thuận gió xuôi buồm, hỡi những phương trời xa lạ, hãy đón lấy anh, một chàng trai nước Việt. Anh là của nước, của dân, tất cả đời anh về. Trong vòng 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Tất Thành đã tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới. Bàn chân của người đã từng in dấu trên nhiều nước, thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ, đặc biệt ở ba đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, Anh và Pháp. Trong suốt cuộc hành trình, người đã tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chính chủ nghĩa yêu nước cùng với những năm tháng tìm tòi không mệt mỏi ấy đã đưa người đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Ở đó, người đã tìm thấy đáp án cho con đường giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ, đó là con đường cách mạng vô sản. Năm 1931, trong quá trình hoạt động cách mạng dưới tên gọi Tống Văn Sơ, Nguyễn Ái Quốc không may bị nhà cầm quyền Hồng Kông bắt giam với ý định sẽ giao cho chính quyền Pháp ở Đông Dương. Sau đó, báo Nhân đạo Pháp ở Việt Nam số ra ngày 9 tháng 8 năm 1932 đã đưa tin rằng Nguyễn Ái Quốc chết vì bệnh lao phổi trong trạm xá nhà tù tại Hồng Kông. Không lâu sau đó, tờ báo này đến tay cô Út Huệ. Giây phút nhìn thấy tin tức đó, cô sửng sốt, sau đó là cảm giác bàng hoàng dâng lên trong lồng ngực. Cô không thể tin rằng cậu Thành đã chết bên nước ngoài. Tay cô run run cầm tờ báo, đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào dòng tin Nguyễn Ái Quốc đã chết. Đôi mắt cô rưng rưng, cô không kìm được mà chạy ngay ra bên các nhà rồng nơi ngày xưa cô tiễn cậu Thành đi xa. Ngày qua ngày, cô sống mà luôn nhớ về mối tình năm đó với cậu Thành. Có những ngày, cô buồn bã đến mức không nói nên lời. Cuối cùng, Út Huệ quyết định đi tu tại một ngôi chùa nhỏ vắng lặng trên đỉnh núi Thị Vại thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày xuống tóc, cô Huệ ngồi quỳ trên đệm hướng bồ. Sư cô hỏi Út Huệ có chắc chắn muốn đi tu hay không. Cô Huệ đáp rằng: Trong tim tôi chỉ có một Tất Thành mà thôi. Không gặp được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Cô Út Huệ đã xuất gia mà đâu biết rằng người trong lòng thật ra vẫn còn sống. Sự thật là năm đó, sau khi bị bắt, Nguyễn Ái Quốc may mắn được luật sư Henry Loser Bay biện hộ và giúp đỡ tận tình. Sau khi trắng án, Nguyễn Ái Quốc được thả vào ngày 28 tháng 12 năm 1932. 10 năm sau, ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của mình trở về nước, hoạt động cách mạng chủ yếu ở Bắc Bó, thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào Thừa Thiên Huế, chấm dứt chế độ phong kiến tại Việt Nam. Sau đó vài ngày, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trình trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân ta trước toàn thế giới. Hỡi đồng bào cả nước,
tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, sau 55 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm và táo bạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, anh dũng của quân dân ta, và đó là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những năm tháng sau đó, Bác Hồ cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quân dân ta hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà ở miền Nam. Nhiều năm sau, đến cuối đời Bác, vào một ngày khi đang ngồi cùng ông Ung Văn Khiêm và ông Bùi Công Trừng, Bác đã hỏi rằng: "Các chú có biết tin tức gì về cụ ấy không? Kể cho Bác nghe." Hai đồng chí chần chừ, lúc sau mới bảo: "Thưa Bác, cụ Huệ đi tu lâu rồi ạ." Nghe được tin này, Bác rưng rưng. Nỗi lòng của một vị lãnh tụ như Bác không phải ai trong chúng ta cũng hiểu được. Chỉ biết rằng vì đất nước, vì nhân dân mà Bác đã nguyện hy sinh tất cả. Trước đây khi Bác phải ngồi tù ở Quảng Châu, Trung Quốc, Bác đã viết nhật ký trong tù, đó là tập thơ bằng chữ Hán, gồm 133 bài. Thế nhưng bài cuối cùng lại không có đầu đề. Vậy đến khi dịch lại, ta đã tạm dịch là vô đề. Mấy ấp núi, núi ôm mây, lòng sông sạch chẳng mảy mấy bụi hồng, bùi ngùi giao định Tây Phong, trông về cố quốc chảnh lòng nhớ ai.